Hello, xin chào bạn. Nếu các bạn sử dụng loa Bluetooth thì có thể các bạn sẽ gặp những cái trường hợp như sau. Chúng ta mở cái Bluetooth này lên, mở cái loa lên, chúng ta điều chỉnh như thế này. Nhưng mà cái âm lượng ở trên loa nó không thay đổi đúng không? Các bạn điều chỉnh to nhỏ nó đều không thay đổi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách khắc phục nhé. Thì để mà khắc phục cái này, thì các bạn mở hộp thoại RAN lên, các bạn ấn cho mình phím tắt cửa sổ R đó, hoặc là chúng ta vào đây chúng ta gọi RAN đó, RAN này đó. Sau khi gõ RAN lên, chúng ta gõ chữ RAN, RAN edit đó các bạn. Thì các bạn vào đây, các bạn dán cho mình cái đường link này vào, dán cái đường link này. Đấy, các bạn dán đường link vào, xong là enter thì nó sẽ ra gì, nó sẽ ra cái này này. Các bạn nhìn thấy cái disable đấy, các bạn ấn click vào đó. Trong cái edit dewood này, ở cái volume data, các bạn nếu các bạn chưa chỉnh thì nó sẽ không. Các bạn bây giờ các bạn chuyển không thành một, sau đó các bạn ok. Vậy là xong rồi, các bạn reset lại máy để xem thành quả nhé. Nếu các bạn thấy video này hay hữu ích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.